mắt thả lỏng cơ thể, nghĩ về mình nặng mụn là da mình sẽ đẹp lên, mình sẽ hết mụn, không mình sẽ có nhiều bạn gái thích mình. Thả lỏng, thả lỏng. Nặng cục mụn cái nó đi hết cọng râu Anh có 15 tuổi mà ria mép ảnh dài ghê không? do nổi tiếng á Lông mày mi vậy. rồi đen thui hết. Đau quá. Chịu được Cô chứ. nặng là bách phát bách trúng á. Cục nào cũng ra mụn hết á. Con thả lỏng, con nghĩ là con lấy mụn xong là da con đẹp, con hết mụn. Thứ nào có nhiều có nước hay ghê luôn. Xíu cô gửi con xem. Ok, chiếu nó cô Thư gửi cho coi. Chị mà xài điện thoại iPhone em gửi qua hết nguyên clip luôn. Mà chị xài cái điện thoại đó gửi qua Zalo được có mấy phút à. Em dài ớt bò. Dạ. Con cô lấy cục nào nó cũng ra hết, con cố Cố gắng lên. gắng đi con, một bự lắm á danh. Một vậy biết sao nó không viêm. Cái này mà để lâu là viêm hết. Nhìn cái nó to như gạo luôn. Ở trên mụn mình không có lọt quá con. Không có lột được, càng lột nó càng lên đó con đừng ngu, con đem đi lột nha, càng lột nó càng lên á, lên nhiều hơn á. Đổ qua bên này đi, đổ qua bên này đi ha. Dạ, anh nhận nhất nhật à. Da này mới hư hết mặt. Da khô thường thì đâu có ai giữ da khô đâu các Da khô nó thường nó ít mụn hơn vậy. chị. Da nhờn này nhiều mụn lắm. Mà nó mụn nó cũng đâu hết nữa bác thấy ha. Dạ. Da nhờn nó dễ bám bụi nè. Giờ Với con lại đứa nó nào mà chơi thể thao nữa thôi. anh chàng này đi bơi là
càng dễ mụn dữ nữa. Đi bơi trong cái nước tẩy Eta hay gì? Lo nước tẩy của hồ bơi á. Ừ. Với lại nước tái nữa. Nói vậy luôn đi. Chứ đó mắc đái, đái đâu thì đái xuống hồ luôn chứ đái đâu giờ. Ôi dạ. Nó đi bơi nhưng cũng mạnh lắm. Thả lỏng được đó, có bầm, thả lỏng cái cầm này cho cô. Ngày hôm nay đi về là mẹ ăn ngon ngủ yên hả Danh? Ừ. Mà về phải chăm da cho nó ấy. Nó về là bớt nhiều rồi. Nắng ra được phải yên tâm rồi. Mai mốt là phải thương mẹ. Mẹ là lo lắng cho Danh dữ lắm luôn. Trời ơi, mất ăn mất ngủ với nó. Biết như ngày tháng thì thấy ơi. Mẹ mới kiếm chỗ cho con đi nặng mụn nè. Chỉ có mẹ mới lo lắng cho mình vậy thôi. Mẹ ấn đeo theo bác sĩ khi nào mà hết thôi. 2 tháng là cùng mà. Cùng đến tháng thứ 3 rồi. Nhưng mà chắc lâu lâu cũng phải qua bác sĩ. Dạ hết rồi, lâu lâu thấy mụn làm sạch da vậy thôi à. Ừ. Chứ không có, chứ đừng có bỏ luôn tại độ tuổi này mà. Cái cục này nó vi mà nè, nhìn vậy với nó cứng như đây nè. Cái gì khó chỗ này vậy cô ha? Cái gì khó? Cô lấy ra chỗ này nha. Yeah. Cô lấy chịu khó chút. Sát khuẩn đó, lát nữa con cũng làm đó. Cái điện tím ăn thả lỏng đừng có bậm nha. Cô đang cái trớn cô đẩy cái con bậm lại cái nó bị đứt cái đuôi á. Con thở đi, con cứ thở thoải mái. Nó cục bự 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 đó hả con? Ừ, đúng rồi.
cho em xin nha. Rồi, ra rồi, ra rồi. Ra rồi, ra rồi. Ok. Good. Rồi cái mũi nha. Còn cái mũi nơi sao? Còn cái mũi nơi sao? Thôi nghỉ tí ha. Nghỉ tí rồi lại cái mũi ha.